Sóc con xa Nhật Bãi, kính chào các bạn nhé. Hôm nay em vừa về một đôi điều hòa 9.000 BTU Daikin, hàng Nhật nội địa mọi người nhé. Thông số đây mọi người nhé. Đấy, con này đầu 9, đầu 22 rồi. Dòng 9.000 BTU. Thì bên em vừa về rất nhiều bác đang đặt 9.000 nên hôm nay mà làm mãi mới được hai con, tại vì thời gian này vệ sinh máy và làm máy cũng khá là lâu. Thì mình bên bên em thì test khá là kỹ. Thì hiện tại thì máy đã được vệ sinh kỹ, đã test và đã tích hợp cái đuổi nguồn vào trong trong máy rồi, tất cả các cái điều hòa bên em đều tích hợp hết mọi người nhé. Đấy, máy rất là đẹp luôn. Đây đây mình cho các bác xem phần lạnh nhé. Đấy, anh em nó vệ sinh, nó test đấy. Hình thức thì đây các bác nhé, toàn bộ máy đã được vệ sinh test kỹ. Đấy, giá nóng thì mình cũng không tiện bóc ra lắm, nhưng mà đây này, đại khái nó cũng rất là mới luôn. Đây các bạn này, rất là sáng. Nói chung là máy thì bên em đều đi hàng lựa rồi. Đó. Thì hiện tại ở cửa hàng đang có máy 9 và 12 và 16 nghìn mọi người nhé. Nếu mà mọi người có nhu cầu về 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 con điều hòa treo tường, hàng Daikin mà tích hợp cửa nguồn các thứ ok ngon lành hết rồi. Đó, thì có thể liên hệ trực tiếp với bên shop Anza nhé, theo cái địa chỉ và số điện thoại ở trên cái bảng này nhé. Đấy. Thì hiện tại thì shop đã tất cả máy móc được test và có đội thợ, là các bác gọi là các bọn là khách, là các bác thợ lên đường thôi, các bác đặt cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người, có thể subscribe kênh để nhận thêm nhiều các cái video về sản phẩm điều hòa hoặc là các sản phẩm về hàng Nhật khác shop đang có.